Xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022 có các nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu do Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Hôm nay, tất cả học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tựu trường theo khung thời gian của kế hoạch năm học mới. Cần Thơ có 3 cá nhân được vinh danh tại lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ do Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 tại quận Bình Thủy. Diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy năm 2022 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8. Sau thời gian chuẩn bị, đến nay đã hoàn thành các nội dung như hội trường cho các giai diễn về vận hành cơ chế chuyển trạng thái, các văn kiện khu căn cứ hậu phương, các khu vực thực binh, khu phòng thủ dân sự. Đại tá Chiêm Thống Nhất đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của quận Bình Thủy trong suốt thời gian chuẩn bị. Để diễn tập chính thức diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các thành viên tùy giao chức năng nhiệm vụ của mình hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Ban chỉ đạo, đồng thời nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì thế các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới hiện nay đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố thảm họa hóa chất độc xạ và tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đến dự có Đại tá Nguyễn Sơn Định, Trưởng phòng ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc xạ, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, và ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Các đại biểu được tuyên truyền và tìm hiểu về cứu nạn hàng không dân dụng, công tác ứng phó với sự cố thảm họa hóa chất độc xạ. Thông qua hội nghị là cơ sở để các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ thực hiện tốt việc tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác bốn tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương án ứng phó với các kịch bản sự cố thảm họa hóa chất độc xạ có thể xảy ra trên địa bàn, nâng cao năng lực ứng phó, tăng cường các hoạt động đào tạo, diễn tập cho các lực lượng chuyên trách kiêm nhiệm, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với sự cố thảm họa hóa chất độc xạ trên địa bàn. Như tin chúng tôi đã đưa vào sáng nay, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan kiểm tra tiến độ thi công các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu do Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đến kiểm tra các công trình như kè trên sông Cần Thơ, cầu Trần Quang Na, bờ Ninh Kiều, đường Quang Quốc Việt, đường nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918. Đây là những công trình đã triển khai từ nhiều năm, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như địa phương có công trình đi qua chưa giải phóng được mặt bằng cũng như bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, năng lực nhà thầu chưa đáp ứng được yêu cầu thi công. Trong đó đáng lưu ý là công trình đường Quang Quốc Việt, sau 2 năm triển khai thi công đến nay chỉ mới hoàn thành được khoảng 31% tiến độ. Công trình kè sông Cần Thơ còn 2 hộ vẫn chưa giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình và lưu ý thêm một số vấn đề. Thành phố Cần Thơ là đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính là xin điều chỉnh giảm cái kế hoạch vốn năm 2023 là do phải điều chỉnh các cái thủ tục như dự án ung bú, cái trang thiết bị là gần 1.000 tỷ, do đó là phải điều chỉnh giảm để sang năm sau và 23 và các năm sau. Cái thứ hai nữa là cái kè AFD cũng gần 200 tỷ, thì cũng điều chỉnh các cái hiệp định khung, hiệp định vay. Và cái thứ ba là cái dự án là thích ứng với biến đổi khí hậu là cái dự án Ngân hàng Thế giới 3, thì cũng điều chỉnh là giảm cái kế hoạch vốn là do cái điều chỉnh hiệp định khung, hiệp định vay thì sang năm sau và các năm sau nữa thì mới giải ngân. Thưa quý khán giả, cơn mưa chiều tối hôm qua
Cùng thời điểm triều cường đầu tháng 8 âm lịch đã làm hầu hết các tuyến đường, tuyến hẻm trong nội ô thành phố Cần Thơ chìm trong biển nước, không ít nhà dân cũng bị ngập sâu. Công tác khắc phục đang được các đơn vị chức năng tiến hành khẩn trương. Nhiều tuyến đường bị ngập nặng như Trần Văn Hoài, Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Võ Văn Kiệt. Có nơi nước ngập lên cả vỉa hè, tràn vào nhà dân. Nhiều xe chết máy lưu thông hết sức khó khăn và không an toàn. Trong vòng chưa đầy một tuần, các tuyến đường trong nội ô thành phố bị chìm trong biển nước sau hai trận mưa lớn. Vùng 30 tháng 4 và Trần Văn Hoài là bây giờ đang nằm gần như là vùng trũng so với tất cả các đường đã nâng cấp. Cho nên là nước dồn về cái khu vực Trần Văn Hoài. Một số các cái trục chính nó không đồng bộ với những các cái tuyến hẻm nội bộ, nó dẫn tới là cái việc mà tiêu thoát nước rất chậm. Kiến nghị nhanh chóng cải tạo đồng bộ hệ thống cống thoát nước cũng như cái mặt đường giao thông. Cường mưa lớn chiều tối qua đó, rồi kết hợp với chiều cường lượng mưa rất là lớn, nên tập trung vào một cái thời điểm rất là ngắn, nên cái lượng nước thoát xuống các hệ thống cống rãnh thì gần như là đáp ứng chưa kịp thời, cộng với cái hạ tầng của đô thị, cái cao độ của nền, một số tuyến đường hiện tại đang rất là thấp đó, nên cái việc tiêu thoát nước nó rất là chậm. Sau cơn mưa, hàng chục công nhân thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đã có mặt trên đường để khai thông cống rãnh, vớt rác tại các nắp hố ga, kiểm tra lại các hộc thu nước và các van ngăn triều. Công nhân công ty cổ phần đô thị cũng tích cực vệ sinh, dọn dẹp rác trên đường để bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác vệ sinh các cửa xã tiếp tục và theo dõi các van ngăn triều, đồng thời bố trí trên các tuyến đường là lực lượng công nhân trực để kịp thời vớt các chướng ngại vật để mà nó cản cái lưu lượng thoát nước tại các hộc thu, tăng cường tuyên truyền đến người dân là không vụt dục rác ra ngoài đường để gây nghẹt các hố thu cũng như là nghẹt các hố ga. Tình hình mưa bão triều cường sẽ kéo dài đến hết tháng 11 âm lịch, nguy cơ ngập sâu vẫn còn khi mà các dự án chống ngập ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố đang giao cho ban quản lý dự án ODA thực hiện vẫn chưa hoàn thành. Do đó, cùng với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi xuống dòng chảy, hố ga, người dân cũng cần theo dõi các bản tin về triều cường, thủy văn cũng như tình hình mưa bão để có sự điều chỉnh việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất phù hợp. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý. Vào chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà chủ trì cuộc họp công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Giang Đồng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng và ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng và An toàn Giao thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ thời hạn 5 năm. Ông Nguyễn Ngọc Hà mong muốn hai phó giám đốc vừa được bổ nhiệm phát huy hết năng lực kinh nghiệm của bản thân, tăng cường đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sáng nay tổ chức khai mạc giải vô địch trẻ quốc gia 2x2 và giải vô địch quốc gia 4x4 môn bóng chuyền bãi biển năm 2022. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến dự. Giải năm nay có sự góp mặt của 126 vận động viên nam và nữ của 12 đơn vị tỉnh thành trên toàn quốc cùng tranh 3 bộ quy chương. Bộ 3 quy chương ở nhóm tuổi dưới 18 của nữ và nhóm tuổi dưới 21 của nam và nữ. Hai bộ quy chương còn lại là cuộc tranh chấp ở nội dung 4x4 của nam và nữ. Trước đó ở nội dung 2x2 đã kết thúc, đội chủ nhà thành phố Cần Thơ đoạt 2 quy chương vàng và 1 quy chương bạc. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên nam và nữ bước vào tranh tài ở các lượt trận vòng bảng nội dung 4x4. Đây là giải đấu nhằm kiểm tra và đánh giá công tác đào tạo và tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc cho đội tuyển quốc gia. Đồng thời, các địa phương ra soát lực lượng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 vào trung tuần tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh. Giải vô địch trẻ quốc gia 2x2 và vô địch quốc gia 4x4 môn bóng chuyền bãi biển năm 2022 được tổ chức thi đấu tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Sau 15 ngày diễn ra các hoạt động và thi đấu, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều nay. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự. Đại hội có sự tham dự của 1.910 vận động viên, trong đó có 661 nữ thuộc 13 đơn vị quận, huyện và các ngành, cùng tranh tài 17 môn, điền kinh, đua thuyền truyền thống, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bơi lội, bida, cờ vua, kéo co, xe đạp, võ cổ truyền, vô phi nam, taekwondo và karate đô. Ban tổ chức đưa 15 trên 17 môn thể thao thi đấu ở các quận huyện nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân ở cơ sở. Bên cạnh đó, đây là cơ sở để ngành thể thao thành phố đánh giá trình độ tổ chức điều hành thi đấu của cán bộ thể thao ở các quận huyện để có kế hoạch bồi dưỡng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào trung tuần tháng 12 tới. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 701 huy chương các loại bao gồm 239 huy chương vàng, 237 huy chương bạc, 225 huy chương đồng cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại đại hội. Nguyễn Phúc Điền xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn với thành tích 58 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Lần lượt xếp hạng 2 và 3 là hai quận Bình Thủy, Ninh Kiều. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 8 trên địa bàn thành phố ước đạt 10.341 tỷ đồng, tăng gần 2% so với tháng trước và tăng 2 lần so với cùng kỳ năm rồi. Lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng trưởng ổn định với doanh thu 7.939 tỷ đồng, trong đó sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng gần 100%, dược phẩm văn hóa giáo dục tăng hơn 76%, ô tô các loại tăng hơn 53%, phương tiện đi lại tăng gần 77%. Doanh thu lưu trú ăn uống đạt 1.153 tỷ đồng, du lịch lữ hành ước đạt hơn 58 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ khác đạt 1.190 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước đạt 76.334 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, quý 3 hàng năm được xem là thời điểm thị trường bất động sản có dấu hiệu giảm nhiệt, giao dịch chậm. Tại Cần Thơ, lượng giao dịch bất động sản cũng được nhiều đơn vị kinh doanh môi giới ghi nhận là có sự trầm lắng hơn so với hai quý đầu năm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự trầm lắng này, trong đó có thể kể đến việc nhiều ngân hàng không còn rơm tín dụng trong dây bất động sản. Cùng với đó là bước vào mùa mưa nên số lượng giao dịch tuy có nhưng vẫn khá khiêm tốn. Dự báo từ cuối quý 3, thị trường bất động sản có khả năng tăng trưởng trở lại. Một mặt là do các nhà đầu tư có sẵn nguồn tiền hoặc đã bán được sản phẩm và chốt lời từ trước, có xu hướng thăm dò, tìm kiếm sản phẩm mới ngay trong tháng ngâu. Mặt khác là do các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thành phố và cấp vùng đồng bằng sông Cửu Long đang được triển khai quyết liệt để sớm đưa vào vận hành khai thác. Quý khán giả thân mến, hàng chục km đường ống cấp nước được đầu tư kết nối nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân cũng như giúp địa phương sớm đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 theo kế hoạch. Dừng đó là nỗ lực đáng ghi nhận của ngành chức năng thành phố Cần Thơ đối với xã Nhân Nghĩa của huyện Phong Điền từ đầu năm đến nay. Những ngày qua, khó diễn tả hết niềm vui của những hộ dân sinh sống dọc theo con rạch Ba Sài thuộc ấp Nhân Khánh, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền. Nếu như trước đây hết sử dụng nước giếng khoan rồi đến bơm nước dưới rạch lên xài, thì giờ đây chỉ cần mở vòi là có nước sạch để sinh hoạt, điều mà hàng chục năm qua bất cứ hộ dân nào ở đây cũng đều khao khát. Ai cũng mừng hết trơn, phấn khởi vô ta cũng mừng, trong xài để nước sông nó có khi con này con kia nó chết nó trôi đó, mai mốt cũng xài bỏ mà gỡ một tư ra rồi cũng xài nước máy nước này không, nước cái nước. Có nước sạch thì thoải mái hơn rồi, nó tốt nhiều hơn nước sông rồi. Lúc trước là mua nước bình nấu ăn, còn nước lưu nước sông thì xài, bây giờ thì xài cái này luôn. Gần 30 km đường ống được mở rộng, cung cấp nước sinh hoạt cho trên 700 hộ dân. Có thể nói, đây là sự quan tâm, đầu tư đặc biệt của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ dành cho xã Nhân Nghĩa của huyện Phong Điền trong năm 2022 này.
nhằm vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, vừa nâng cao tỷ lệ hộ dân có nước sạch sử dụng trên địa bàn xã Nhân Nghĩa từ 74% lên 95% theo quy định của tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Ở địa bàn của xã Nhân Nghĩa thì rộng và từ đó rồi cộng thêm cái kinh gạch chằng chịt, từ đó đó là cái kinh phí mở rộng nó hơi khó khăn. Từ đó đó thì cũng có kiến nghị đối với các cái ngành chức năng quan tâm cho xã Nhân Nghĩa để đầu tư trong cái thời gian qua. Với nhu cầu của bà con thì thành phố cũng rất là quan tâm để đầu tư làm sao là tất cả bà con của địa bàn của xã Nhân Nghĩa là có nước sạch sử dụng. Hiện nay thì cơ bản đã hoàn thành xong được là 30.000 mét đường ống để cấp nước cho bà con. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho anh em là thi công tới đâu thì thông nước tới đó. Được biết, tổng vốn đầu tư cho 20 tuyến đường ống nói trên khoảng 7 tỷ đồng. Ngoài nhà máy cấp nước trung tâm, công suất 500 mét khối một ngày đêm được đưa vào khai thác cách đây 2 năm. Hiện xã Nhân Nghĩa còn có 3 nhà máy cấp nước được đầu tư trước đó với tổng công suất 1.200 mét khối một ngày đêm, phục vụ nước sinh hoạt cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã và một phần phường Ba Láng của quận Cái Răng. Quý khán giả thân mến, như đã phản ánh sáng nay, tất cả học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tụ trường theo khung thời gian của kế hoạch năm học. Mặc dù chưa khai giảng nhưng với khí thế cùng sự chuẩn bị chu đáo dày mọi mặt cho thấy Cần Thơ đã sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023. Năm học này, toàn thành phố có 252.662 học sinh các khối cấp, trong đó mầm non là 51.100 trẻ, học sinh tiểu học hơn 99.000, trung học cơ sở 67.440 và 35.000 học sinh cấp trung học phổ thông. Trong sáng nay, tất cả các trường trên địa bàn đã đón học sinh đến lớp theo quy định của ngành giáo dục. Chúng tôi cũng đã có một số cái kiểm tra cụ thể ở một số trường. Thì tất cả các trường đã chuẩn bị cơ bản. Tới thời điểm này thì đã đảm bảo đủ tập sách, rồi các cái điều kiện để học sinh đến trường một cách thuận lợi. Được học ở đây con cảm thấy rất là vui và hào hứng. Con hy vọng đây sẽ là một năm học đầy sáng tạo của các bạn học sinh. Vì trong tổ hợp mầm mới sẽ có rất là nhiều mà rèn luyện kỹ năng cho học sinh từ trong trường cho đến ngoài xã hội. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ và các quận huyện cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng giáo dục theo yêu cầu chung. Đặc biệt là bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ giáo viên nhằm triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cái đội ngũ giáo viên để giảng dạy các lớp, nhất là đối với các khối lớp, lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới, chuẩn bị tốt cho cái ngày khai giảng vào ngày 5 tháng 9 đồng loạt trên địa bàn của thành phố Cần Thơ. Việc sắp xếp lựa chọn tổ hợp các cái môn học cho học sinh khối 10, thì đến thời điểm này là hoàn tất mọi việc và ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên là tập trung các em trở lại trường bắt đầu chuẩn bị cái từng sinh hoạt đầu năm để chuẩn bị sau khi khai giảng ngày 5 tháng 9 thì các em sẽ vào học bình thường theo thời khóa biểu. Thành phố Cần Thơ hiện có trên 12.000 giáo viên, cơ bản đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Cần Thơ đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục cả nước. Buổi đầu tiên của năm học mới, phóng viên đài cũng đã ghi nhận tình trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc. Cụ thể là tại trường cổng trường tiểu học Ngô Quyền trên đường Nguyễn Khuyến thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều trong sáng nay, rất nhiều xe ô tô cùng xe máy chen kín tuyến đường, khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn. Nhiều phương tiện đang lưu thông đến khu vực cổng trường đành quay đầu đi đường khác nhưng cũng không thể đi được. Theo nhà trường, dù đã có phổ biến cho phụ huynh để xe đúng quy định không làm ảnh hưởng đến giao thông khi đưa con em vào học. Tuy nhiên, do đoạn đường hẹp lại tập trung đông hàng quán nên chỉ cần ô tô chạy vào dừng lại là gây nên cảnh lộn xộn. Tình trạng xung đột giao thông ùn tắc cục bộ không chỉ tập trung ở các điểm trường phổ thông mà còn xảy ra ở cổng trường đại học. Cụ thể là tại khu 2 trường đại học Cần Thơ trên đường 3 tháng 2 quận Ninh Kiều.
Cả ba cổng của khu 2 trường Đại học Cần Thơ đều nằm trên một đoạn ngắn của tuyến đường 3 tháng 2. Trong đó, trước cổng A có khoảng trống giải phân cách nên xe ra vào trường đều tập trung tại vị trí này. Trong khi đó, giao lộ Trần Hưng Đạo Mậu Thân cách vị trí này chưa đầy 100 mét và nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Vào những giờ cao điểm thì thường xuyên gây ùn tắc giao thông, có khi khoảng lên đến 15-30 phút, khiến cho thời gian của em đi học trong trường nó không kịp tiến độ. Cùng với một số các bạn thì có thể là gây nguy hiểm về khi mình tham gia giao thông, giống như là khi qua đường hoặc là vào trường. Tới cái giờ cao điểm thì tôi thấy cái xe đó là học sinh đó đi vô trong cái cổng A này rất là đông. Nhưng mà có một cái là cái tuyến đường này là xe tải ở đường 3 tháng 2 nó đổ lại rất là nhiều. Bởi vì trong cái giờ cao điểm thì tôi thấy cái xe cộ qua là rất là nguy hiểm. Thời gian qua, ban lãnh đạo trường Đại học Cần Thơ đã có nhiều biện pháp để lập lại trật tự giao thông trước cổng trường. Trong đó, thường xuyên cử lực lượng điều tiết, hướng dẫn sinh viên ra vào cổng trong các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa thể khắc phục triệt để. Mỗi ngày lưu lượng đến trường làm việc hơn 30.000 người. Và những cái giờ cao điểm thì có khoảng hơn 20.000 người vào các cổng của trường. Và hiện nay thì ở trên tuyến đường 3 tháng 2, các hiện tượng đậu xe và bán hàng rong dưới lòng lề đường trái quy định rất nhiều. Và nhà trường cũng mong muốn các ngành chức năng của thành phố Cần Thơ quan tâm tạo điều kiện với nhà trường để giải quyết các trường hợp ùn tắc giao thông. Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ cũng đã nhiều lần khảo sát, đánh giá thực trạng an toàn giao thông tại nút giao đường 3 tháng 2 và cổng A trường Đại học Cần Thơ, đồng thời xác định đây là vị trí có nguy cơ cao về mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở thì chúng tôi sẽ cho cải tạo bằng biện pháp là sẽ lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tạo thành một cái nút giao ngã ba. Sau đó thì chúng tôi sẽ tổ chức thêm một cái phương án là phân lại làn đường, biển báo giao thông, cảnh báo cho người tham gia giao thông. Dự kiến thì trong năm 2023 thì chúng tôi sẽ triển khai dự án và đưa vào khai thác. Trong khi chờ các biện pháp từ cơ quan chức năng, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm theo các biển báo, hướng dẫn tại các nút giao để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Thưa quý khán giả, lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022 vừa diễn ra vào tối hôm qua tại Hà Nội. Đây là dịp để cộng đồng xã hội và người bệnh thể hiện sự tri ân đối với những người có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng hiến tặng giọt máu quý giá của mình vì sự sống của con người và lợi ích của cộng đồng. 100 đại biểu được tôn vinh năm nay đại diện cho hàng chục ngàn cá nhân tiêu biểu trong toàn quốc đã có thành tích xuất sắc hiến máu nhiều lần và vận động nhiều người khác cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này, góp phần lan tỏa hành động nhân ái trong cộng đồng. Riêng thành phố Cần Thơ có 3 cá nhân được vinh danh trong đợt này. Đó là bà Lê Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, ông Nguyễn Trung Kiên, cán bộ đài truyền thanh phường Thới An, quận Ô Môn và ông Phan Thanh Phú, nhân viên bảo vệ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ. Trong 2 năm vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với tinh thần thương người như thể thương thân, nhiều tấm lòng thiện nguyện vẫn sẵn sàng cho máu khi có yêu cầu. Tính riêng năm 2021, cả nước đã tiếp nhận gần 1,4 triệu đơn vị máu, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu. Riêng những tháng đầu năm nay, những người tình nguyện cũng đã hiến tặng hơn 850.000 đơn vị máu. Vào sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ có buổi làm việc trực tuyến với Hiệp hội Du lịch Indonesia nhằm thúc đẩy và quảng bá dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh tại thành phố Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố. Tại buổi làm việc, các đại biểu thành phố Cần Thơ đã giới thiệu về tiềm năng du lịch, các trải nghiệm tuyệt vời khi du khách đến với vùng đất Tây Đô hiền qua mến khách. Song song đó cũng thông tin đến Hiệp hội Du lịch Indonesia về quy mô Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ khi du khách đến khám chữa bệnh. Bệnh viện đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của Bộ Y tế. Đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tận tâm phục vụ. Đại diện Hiệp hội Du lịch Indonesia cho rằng du khách sẽ rất hào hứng với mô hình vừa trải nghiệm du lịch tại thành phố Cần Thơ kết hợp với khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Được biết trước đó ngày 27 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ cũng đã có buổi làm việc trực tuyến với Hiệp hội Du lịch Philippines để thúc đẩy và quảng bá dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng khám chữa bệnh tại thành phố Cần Thơ.
quý khán giả thân mến, tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ đang được ban tổ chức chấm vòng chung khảo trong tháng 8 này. Trong số 130 sản phẩm gửi dự thi, nhiều sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng rất cao. Điển hình như chiếc gậy plastic hỗ trợ người cao tuổi của các em học sinh trường trung học phổ thông Phan Giang Trị, huyện Phong Điền. Chúng ta cùng tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Từ cái lý do là bà của em thì do là bị té ngã trong cái việc di chuyển là do bà già, thì từ đó thì em tìm cái sản phẩm để một phần nào đó an ủi bà cũng như là giúp bà di chuyển dễ dàng hơn, thì cái sản phẩm Batis là một lựa chọn. Sản phẩm của chúng em có công dụng đầu tiên là sẽ có cái còi để mà khi mà mình té ngã thì nó sẽ phát ra âm thanh cầu cứu. Còn tiếp theo là nút SOS, thì cái nút này để cho người chủ động cầu cứu với người thân của mình, thì nhấn vào nút thì nó sẽ báo về cho gia đình. Còn tiếp theo là đèn soi sáng, thì đối với người già thì mắt họ mờ rồi, những đêm tối thì rất là khó đi, nên là cái đèn này sẽ tự động sáng khi mà vào trời tối. Còn đây là cảm biến nhịp tim cũng như là nồng độ oxy trong máu, thì sẽ giúp quản lý được cái sức khỏe của mình tốt hơn. Cái cây gậy này là chúng em chỉ việc di chuyển và nó sẽ chủ động hết cho mình luôn. Mình không có cần những kiến thức về công nghệ gì hết. Người thân thì sẽ cài đặt cái số điện thoại của mình, vào trong cái thiết bị này. Thì khi mà thiết bị người già gặp vấn đề gì, thiết bị sẽ nhận biết và báo về cho người thân. Sau khi hoàn thành sản phẩm thì chúng em đã chạy demo thử và đã thực hiện cho bà của bạn Mai sử dụng. Bên cạnh thực hiện ở gia đình chúng em thì chúng em cũng đã chạy thử ở xung quanh hàng xóm của nhà bạn Mai và đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các người lớn tuổi. Cái chi phí này tụi em làm sản phẩm là đến 1,5 triệu, và nếu như đưa ra thị trường với sản xuất công nghiệp với số lượng lớn thì nó sẽ giảm xuống một ít. Thì em muốn sản phẩm của em sẽ được các bậc phụ huynh, các bậc con cái sẽ biết đến và quan tâm cha mẹ mình hơn, hoặc là ông bà mình hơn, để gắn kết tình thương gia đình, để sản phẩm được đi vào đời sống. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.